Bây giờ tiếp một câu hỏi nữa, câu hỏi 18. Pháp sư Càn Quang hỏi: Kinh Kim Cang Bát Nhã nói, có nếu có người thiện nam, người thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này hoặc bị người khinh chê thì tội nghiệp đời trước của người này lẽ ra phải rơi vào ác đạo, nhưng do đời này bị người khinh chê nên tội nghiệp đời trước của người này ắt được tiêu diệt. Nghĩa này như thế nào, thế nào, như thế nào? Đáp: Người trì kinh đều được mọi người cung kính lễ bái. Ngày nay tuy đọc tụng kinh, nhưng do trước kia lúc chưa trì kinh đã có tội chướng quá nặng nề. Ngày nay do oai lực trì kinh chiêu cảm bị người đời khinh chê, hay khiến tội chướng sâu nặng của người trì kinh thải đều tiêu diệt. Vì tội được tiêu trừ nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là giải lý theo cái lời giải của trong Kinh Kim Cang. Nói rằng trong Kinh Kim Cang Bát Nhã nói, nếu mà trì kinh thì sau này mình có tội nghiệp gì quá khứ thì nhân cái tội nghiệp quá khứ bị người ta khinh chê, mà bị khinh chê sau này tội nghiệp mình được hết. Thì Ngài giải thích rõ ràng như vậy. Vì trước mình đã tạo tội nặng, mà bây giờ trì kinh thì tội đó nó giảm đi, cho nên bây giờ người ta khinh chê chút ít thì cái tội mình hết. Đó. Nhưng mà Ngài lại có cái lý khác nữa. Đây là cái lý khác.